Alo, em chào anh chị em. Tối hôm nay em lên cho anh chị em một cái mũ mũ của lính Mỹ nha anh em. Trên hiện trường của mũ là một cái vỏ bọc này, bằng vải à, nó còn viết ký hiệu đầy từ lưa tới lướt trên cái mũ ha. Em xin review vòng vòng này. Ở đây là hình như không phải watch, mấy cái lỗ này là lỗ của nó. Cái vỏ ngoài thì không có được đẹp cho lắm, M9A. Cái vỏ bọc ngoài thì cũng được nhưng mà không được mới cho lắm nha em. Đây, đây là lỗ rách này. Vì ở đây là một cái vỏ, cái lớp ngoài này bằng sắt. Bằng sắt nha em. Bằng sắt nha. Em quay lại gần anh em nhìn thấy không? Không có lột được cái vỏ để coi nhưng mà thực sự nó màu xanh đẹp. Đây cũng vậy này. Và bên trong của cái mũ này anh em nhìn thấy không, nó có hai lớp. Đây là cái vỏ ngoài bằng sắt nha, một lớp này, qua lớp thứ hai là mũ bố này, phíp này. Có nghĩa là bộ combo bọc vỏ sắt và phíp. Thì con này đang bộ một bộ combo zin luôn của nó nha anh em. Con này ở đây là cái dây cầm, dây mình ở dưới cầm mình á. Rồi trong này có cái dây yếm hiểm trợ. Còn đây là cái bộ đờ, cái đầu của mình nó cách ly giữa cái phíp với cái đầu mình, cái giữa đầu ha. Về anh em có mua con này thì về sưu tầm. Thực sự ít khi mà em gặp được nguyên một bộ combo như vậy lắm. Hôm nay gặp được một bộ combo này mà tiếc cái là size đời và tem size thì mất rồi. Đấy thì nó viết ký hiệu gì gì đấy không biết nữa. Da của nó còn rất là vip luôn này. Đây chữ gì đấy không biết nữa. Da của nó này anh em nhìn thấy không? Như trâu bò. Cái chất dù của nó này. Cái lớp này nó đóng vào qua phíp. Và đây còn khuy chốt cài từ cái thân sắt này qua qua dây cài này luôn ấy. Em xin review cho anh em một vòng á. Đấy. Chưa? Cái chốt của nó này. Đây bằng nhôm. Bằng nhôm. Ta quay một vòng xem nhé. Chốt rất là chặt. Đấy cái quai của nó, anh em nhìn thấy quai của nó. Chốt này không có thể ra được đây, đây mới lòi được mấy cái dòng chữ này. Người ta đọc coi chữ này đọc được cái chữ gì không anh em. Bên này dòng chữ gì đây? 58 hả? Chữ gì đây ta? Nói chung là dòng này thì xưa rồi nhưng mà giờ có cái chữ gì để đọc? 68 à? 68 à? Cho anh em xem vậy thôi nhá. Giờ em cũng không đọc được chứ không phải là anh em. Rồi mình lần tiếp ha. Lần tiếp cái đường của nó này. Đây cái lớp trong anh em. Lớp trong bây giờ muốn xem chịu à. Bởi vì hai cái này này nó đóng chặt vào nhau luôn. Híp mấy cái miệng này nó đóng híp chặt vào nhau luôn. Thực sự rất là chắc. Ở đây thì bằng đồng. Mấy cái dây này bằng đồng. Đó, con này là đáng để sưu tầm nha anh em. Muốn xem cái vỏ và cái ruột. Đây đây đây. Em lột cái lốc ra được có chút siêu siêu về thế này. Trong này xanh hơi đẹp nha anh em. Về mà không thích thì bày cái này ra. Thông thường em bán một cái mũ phíp này không này. Cái mũ phíp này rời không á, là 1 triệu 8 trở lên, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 8 trở lên. Mà bây giờ em bán nguyên một bộ combo cả ba cái như vậy cho anh em luôn. Anh em nào sưu tầm em bán rẻ anh em này. Bây giờ ta thử soi coi thử có dòng chữ gì nữa để dòm ha. Cái này là hàng trước năm 75 rồi thì không có biết có đời có đúng gì nữa không biết nữa. Không có thấy chữ nào ngoài mấy cái chữ kia nữa. Nó sâu đời quá mình không biết.
Rồi, giờ coi cái lót ở dưới này coi. Đây, đây như có cái tem đây này. Đây, có cái tem của nó này. Tem đời và tem sai của nó mà nó cũng dơ mờ luôn anh em ạ. Trong này này. Đó. Nó cũng dơ mà nó mờ mất rồi. Còn ở dưới này. Ừ, dưới này có chữ này. Anh em đọc được chữ gì không? Em phóng lại gần nha. Ê. L này. Anh em đọc được không? L a la này. Đây là chữ M. La mã hả? Đây 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 đây. La mã này. Đây là chữ M a ma nha. La mã nha anh em. La mã này. Đó, đó, la mã. Rõ không anh em? Nghe không vậy là anh em thấy được chữ mã rõ rõ ràng ràng luôn này. Rồi, con này hơi bị đỉnh luôn. Hơi bị đỉnh nha anh em. Hơi bị chất luôn á. Thời la mã ha. Rồi, nói tóm lại là anh em từ mua mà sưu tầm đi. Bây giờ em bán. Em bán nha. Em bán con này một bộ combo của nó. Một bộ combo của nó. Combo nha anh em. Combo cả trên cả dưới sẽ rẻ hơn em bán lẻ. Bán cho anh em 3 triệu. 3 triệu cả ba cái này luôn. Về anh em làm thịt nó được cái gì thì làm. Rồi nha anh em. Ai sưu tầm thì quất con này giùm em đi. Em cảm ơn tất cả anh chị em. Hình như em thấy tiếp dòng chữ gì đây nữa rồi á. Đọc mà có hiểu gì đâu mà đọc. Anh em mà ưng thì chốt giùm em 3 triệu nha. Em cảm ơn tất cả anh chị em. Tối hôm nay ta chỉ chơi nhẹ một con như thế này thôi. Con này tầm kilo của nó phải là trên 2 kilo nha anh em. 2 kilo nguyên bộ combo này á. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và chào.